Nhà lãnh đạo Nga được cho là sẽ sử dụng hội nghị thượng đỉnh khu vực ở Kyrgyzstan trong nỗ lực chứng tỏ ông không bị cô lập. Chào mừng quý vị đến với những thông tin mới nhất về tình hình chính trường thế giới 24 giờ qua trên kênh Tin tức Việt. Bản tin của chúng tôi sẽ bắt đầu với những nội dung chính ngay sau đây. Tổng thống Putin lần đầu ra nước ngoài kể từ khi bị tòa án hình sự quốc tế ban hành lệnh bắt giữ. Ông Putin kể 6 điều Nga mong muốn. Tổng thống Putin nêu hai trường hợp Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Tiết lộ gây sốc về số binh lính Ukraine tử trận trong 4 tháng phản công. Tổng thống Putin lần đầu ra nước ngoài kể từ khi bị Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành lệnh bắt giữ. Trong những năm qua, Nga đã tìm cách duy trì phạm vi ảnh hưởng của mình với hầu hết các nước Cộng hòa thuộc Liên Xô cũ bằng cách sử dụng các công cụ của cộng đồng các quốc gia độc lập CIS nhưng cuộc chiến ở Ukraine đã làm ảnh hưởng đến vị thế của Moscow trên toàn cầu. Hội nghị thượng đỉnh sắp tới của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia CIS bao gồm Armenia, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Nga, Tajikistan, Uzbekistan cùng với Turkmenistan là thành viên liên kết. Đây được cho là cơ hội cho thấy tổng thống Nga Putin không bị cô lập trên trường thế giới. Dự kiến diễn ra vào ngày 13 tháng 10 tại thủ đô Bécéc của Kyrgyzstan, chuyến thăm của ông Putin tới quốc gia Trung Á không giáp biển này sẽ là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Nga kể từ khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC ban hành lệnh bắt giữ ông vào ngày 17 tháng 3 vì các cáo buộc liên quan đến cuộc chiến Ukraine. Số quốc gia mà ông Putin có thể tự do đi lại kể từ đó đã bị thu hẹp. Tuần này vào ngày 4 tháng 10, Armenia, đồng minh danh nghĩa của Nga trong Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể CSTO, đã phê chuẩn quy chế Rome về ICC, tuân theo thẩm quyền của tòa án ở giữa Haigil. Các nước đã ký và phê chuẩn quy chế Rome có nghĩa vụ bắt giữ ông Putin. Kyrgyzstan đã ký quy chế Rome vào ngày 8 tháng 12 năm 1998, nhưng vẫn chưa phê chuẩn người ta sẽ biết liệu Tổng thống Nga có nhắm mắt làm ngơ trước quyết định như vậy của Armenia và gặp Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan tại cuộc họp của CIS hay không. Mặc dù Sergei Lebedev, Tổng thư ký CIS nói rằng hầu hết các thành viên CIS đã xác nhận tham gia hội nghị thượng đỉnh, nhưng vẫn chưa rõ liệu ông Pashinyan có đến thủ đô Kyrgyzstan hay không, đặc biệt là trong bối cảnh mối quan hệ căng thẳng giữa Armenia và Nga đang gia tăng đến đỉnh điểm sau cuộc di cư của người Armenia khỏi Nagorno-Karabakh. Năm ngoái trong hội nghị thượng đỉnh CIS ở thủ đô Astana của Kazakhstan, ông Pashinyan và Tổng thống Azerbaijan Iham Aliyev đã công khai đối đầu nhau. Với những diễn biến gần đây ở Nagorno-Karabakh, các nhà phân tích nhấn mạnh có nguy cơ xảy ra một đợt tấn công bất ngờ công khai giữa hai nhà lãnh đạo. Azerbaijan và Armenia không phải là thành viên của CIS duy nhất có mâu thuẫn. Kyrgyzstan và Tajikistan cũng là đồng minh của Nga trong CSTO và có lịch sử xảy ra các cuộc đụng độ biên giới lẻ tẻ. Các báo cáo cho thấy hai quốc gia Trung Á láng giềng đang xây dựng lực lượng để chuẩn bị cho một đợt xung đột khác. Trong quá khứ, chính Nga là trung gian hòa giải tranh chấp biên giới giữa Biket và Dusanbi, nhưng điều đó có thể thay đổi do cuộc chiến của Điện Kremlin ở Ukraine. Các nhà phân tích cho rằng chắc chắn Điện Kremlin sẽ tìm cách tận dụng hội nghị thượng đỉnh CS sắp tới để tăng cường ảnh hưởng của mình ở Kyrgyzstan, nơi phần lớn người dân vẫn ủng hộ sự lãnh đạo của Nga. Nhưng các thành viên CIS khác, ngoại trừ Belarus, Điện Kremlin có thể gặp khó khăn. Ông Putin kể 6 điều Nga mong muốn Khai mạc phiên họp thứ 20 của câu lạc bộ thảo luận vai đai ở Sochi, Tổng thống Nga Putin cho biết những người tham gia phải xây dựng một thế giới mới, khi trật tự do phương Tây thống trị hiện nay sụp đổ. Tổng thống Nga Putin vào hôm thứ Năm cho biết sự vĩ đại của nước Nga bắt nguồn từ chủ quyền và khả năng tự cung tự cấp của nước này. Ông nói thêm rằng những yếu tố này cho phép đất nước chịu đựng được sự khắc nghiệt của xung đột và các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Phát biểu tại cuộc họp thường niên lần thứ 20 của câu lạc bộ thảo luận Van Dai ở Sochi, ông Putin mô tả Nga là đất nước của các nền văn hóa, tôn giáo và dân tộc khác nhau, cùng nhau tạo nên một nền văn minh độc đáo. Ông Putin nói, sự vĩ đại của nước Nga ngày nay nằm ở việc củng cố chủ quyền và dựa trên khả năng tự cung tự cấp. Về công nghệ, tài chính, nền kinh tế nói chung trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh. Ông giải thích, một nhà nước văn minh thực sự phải có khả năng đối phó với các cuộc tấn công từ bên ngoài, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ và mang tính xây dựng với các đồng minh văn minh khác và quan trọng là duy trì sự ổn định và hòa hợp nội bộ. Ông Putin chỉ ra rằng Nga đã tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng tự cung tự cấp kể từ khi các lệnh trừng phạt của EU và Mỹ được áp dụng vào năm 2014. Nói về mối quan hệ của Nga với phần còn lại của thế giới, Tổng thống Putin nhấn mạnh sáu khía cạnh Đầu tiên chúng ta muốn sống trong một thế giới mở, kết nối với nhau, trong đó không ai có thể cố gắng dựng lên những rào cản nhân tạo đối với giao tiếp giữa con người với nhau, đối với sự sáng tạo và thịnh vượng, phải có một môi trường không có rào cản. Thứ hai chúng tôi muốn sự đa dạng của thế giới không chỉ được bảo tồn mà còn làm nền tảng cho sự phát triển toàn cầu. Việc áp đặt lên bất kỳ quốc gia hoặc người dân nào cách họ phải sống và cảm nhận đều phải bị cấm. Thứ ba chúng tôi ủng hộ sự đại diện tối đa không ai có quyền cũng như không ai có thể cai trị thế giới thay người khác hoặc là nhân danh người khác. Thế giới của tương lai là thế giới của những quyết định tập thể. Thứ tư, chúng tôi ủng hộ an ninh toàn cầu và hòa bình lâu dài được xây dựng trên sự tôn trọng lợi ích của tất cả các quốc gia, từ các quốc gia lớn đến các quốc gia nhỏ, giải phóng quan hệ quốc tế khỏi cách tiếp cận khối, khỏi di sản của thời kỳ thuộc địa và chiến tranh lạnh. Thứ năm, chúng tôi đứng lên vì công lý cho tất cả mọi người, thời đại bóc lột của ai đã đi vào lịch sử. Các quốc gia, các dân tộc nhận thức rõ ràng được lợi ích khả năng của mình và sẵn sàng dựa vào chính mình. Thứ sáu, chúng tôi ủng hộ sự bình đẳng vì sự khác biệt về tiềm năng của các quốc gia, đây là một thực tế hoàn toàn khách quan, không còn ai sẵn sàng phục tùng ai nữa, khiến lợi ích và nhu cầu của mình phụ thuộc vào bất cứ ai. Suốt những năm qua chúng tôi đã hơn một lần cảnh báo rằng cách tiếp cận này không chỉ dẫn đến ngõ cụt mà còn tiềm ẩn nguy cơ xung đột quân sự ngày càng tăng, nhưng không ai lắng nghe chúng tôi, không ai muốn nghe chúng tôi. Bạn biết đấy, sự kiêu ngạo của những người được gọi là đối tác của chúng ta ở phương Tây đơn giản là vượt quá giới hạn, tổng thống Nga kết luận. Tổng thống Putin nêu hai trường hợp Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Nga Putin tuyên bố một cuộc tấn công hạt nhân vào Nga là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được. Tại phiên họp toàn thể của hội nghị thường niên của câu lạc bộ thảo luận quốc tế Vai Đài, vào hôm mùng 5 tháng 10, Tổng thống Putin tuyên bố học thuyết quân sự của Nga nêu hai lý do dẫn đến khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân, bao gồm một cuộc tấn công chống lại Nga và một mối đe dọa đối với sự tồn tại của Nga. Ông Putin cho biết không cần phải hạ thấp ngưỡng sử dụng vũ khí hạt nhân theo học thuyết, không cần thiết phải làm điều đó, không có lý do gì để làm vậy, nhà lãnh đạo Nga nói thêm. Tổng thống Nga cũng khẳng định hiện không có gì đe dọa đến sự tồn tại của Liên bang Nga. Theo Tổng thống Putin, không cần phải thay đổi học thuyết hạt nhân quốc gia vì cuộc tấn công trả đũa của Nga sau cuộc tấn công hạt nhân của đối phương sẽ khiến đối phương không còn cơ hội sống sót. Chúng ta có cần thay đổi điều này không? Và tại sao? Mọi thứ đều có thể thay đổi, nhưng tôi thấy không cần thiết phải làm vậy. Ông Putin nói về học thuyết hạt nhân của Nga. Không ai có đầu óc tỉnh táo và trí nhớ minh mẫn lại nghĩ đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại Nga. Ông Putin tuyên bố Tổng thống Putin đề cập đến khả năng Nga có thể nối lại thử nghiệm hạt nhân lần đầu tiên sau hơn 3 thập niên và có thể rút lại việc phê chuẩn hiệp ước cấm thử nghiệm hạt nhân mang tính bước ngoặt. Tôi đã nghe thấy những lời kêu gọi bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân và quay lại thử nghiệm. Ông Putin nói thêm, đề cập đến những đề xuất từ các nhà khoa học và nhà bình luận chính trị theo đường lối cứng rắn cho rằng, động thái như vậy có thể gửi một thông điệp mạnh mẽ tới phương Tây. Ông Putin lưu ý rằng bị đã ký hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện nhưng không phê chuẩn, trong khi Nga đã ký và phê chuẩn. Tôi chưa sẵn sàng để nói liệu chúng ta có thực sự cần tiến hành thử nghiệm hay không, nhưng về mặt lý thuyết chúng ta có thể hành xử giống như Mỹ. Nhưng đây là câu hỏi dành cho các đại biểu Duma quốc gia Hạ viện Nga. Về mặt lý thuyết họ có thể rút lại việc phê chuẩn này, ông Putin nói. Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev nhiều lần đề cập tới học thuyết hạt nhân của Nga trong đó nêu các trường hợp Moscow có thể sử dụng vũ khí hạt nhân. Theo ông Medvedev, trường hợp đầu tiên là Nga bị tấn công bằng tên lửa hạt nhân. Liên quan tới vấn đề vũ khí hạt nhân, trong cuộc phỏng vấn với tạp chí International Affairs, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết, điều quan trọng là phải hiểu rằng chính sách của Nga trong lĩnh vực dân đe hạt nhân là hoàn toàn mang tính phòng vệ. Điều đó nhằm duy trì tiềm năng của lực lượng hạt nhân ở mức tối thiểu cần thiết để bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, ngăn chặn hành động xâm lược chống lại Nga và các đồng minh của Nga tiết lộ gây sốc về số binh lính Ukraine tử trận trong 4 tháng phản công. Tổng thống Nga Putin cho biết Kiev cũng mất gần 1.900 xe bọc thép kể từ khi bắt đầu cuộc phản công vào tháng 6. Tổng thống Nga Putin vào hôm thứ Năm tuyên bố quân đội Ukraine đã mất hơn 90.000 quân kể từ cuộc phản công chống lại lực lượng Nga bắt đầu vào tháng 6. Chỉ tính riêng từ ngày 4 tháng 6, các đơn vị Ukraine đã mất hơn 90.000 người. Ông Putin phát biểu trong phiên họp toàn thể của câu lạc bộ thảo luận vai ở Sochi, đồng thời lưu ý rằng con số này bao gồm cả số người chết và người mất khả năng lao động. Ông Putin cho biết thêm, Ukraine cũng đã mất 557 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép trong cùng khoảng một thời gian. Cuộc phản công bắt đầu vào ngày 4 tháng 6 với một loạt bước tiến của Ukraine dọc theo chiến tuyến giữa Kherson và Donetsk. Tuy nhiên, chiến dịch nhanh chóng gặp rắc rối khi các đơn vị Ukraine tiến thẳng qua các bãi mìn để gặp nhiều lớp chiến hào, bẫy xe tăng và ụ súng của Nga. Không có sự hỗ trợ từ trên không để hỗ trợ cho các cuộc tấn công lặp đi lặp lại của Ukraine. Quân đội Kiev phải đối mặt với các cuộc tấn công của pháo binh, trực thăng và máy bay không người lái của Nga. Sau khi điều chỉnh chiến thuật nhiều lần, các đơn vị Ukraine đã chiếm được một số ngôi làng gần Japorohi vào tháng 8, mặc dù tổn thất vẫn ở mức cao. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng do phương Tây cung cấp đã bị máy bay không người lái và tên lửa của Nga phá hủy từ xa, còn Ukraine đã mất 17.000 quân chỉ trong tháng 9. Các quan chức phương Tây đã công khai thừa nhận rằng cuộc phản công đã không diễn ra như họ mong đợi và các phương tiện truyền thông đưa tin rằng hoạt động này được coi là một thất bại của Mỹ và châu Âu. Mặc dù những cơn mưa lớn vào mùa thu sẽ sớm khiến tiến triển trên chiến trường trở nên vô cùng khó khăn, Tổng thống Ukraine Zelensky vẫn tuyên bố sẽ vẫn tiếp tục duy trì cuộc tấn công cho đến mùa đông. Ukraine đã không công bố số liệu thương vong của mình, mặc dù một số ước tính đã bị do dỉ. Ông Putin nhấn mạnh rằng mục tiêu của Nga ở Ukraine không phải là mở rộng lãnh thổ liên bang Nga, mà là xây dựng một trật tự thế giới mới, trong đó NATO hoặc các khối quân sự khác không còn khả năng áp đặt ý chí của mình lên các nền văn minh phản kháng và đây cũng là thông tin cuối cùng chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị và các bạn trong bản tin ngày hôm nay những thông tin mới nhất được cập nhật sẽ có trong các bản tin kế tiếp mời quý vị cùng bấm sang những nội dung kế tiếp đang hiển thị trên màn hình cảm ơn quý vị xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại